Hello, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Tarot của efamily.vn. Và mình là Phương, mình sẽ là người tiếp tục đồng hành với mọi người trong trải bài Tarot ngày hôm nay. Tuần trước thì chúng ta đã có những cái trải bài Tarot liên quan đến công việc của bạn như thế nào, điều gì xảy ra với công việc của bạn trong tháng này. Và mình nghĩ công việc thì là một cái điều mà công việc, sự nghiệp là điều mà tất cả chúng ta ai cũng đều rất là quan tâm. Và bên cạnh công việc, sự nghiệp thì có một thứ mà chúng ta cũng quan tâm rất nhiều, đó là chuyện tình cảm. Nói về chuyện tình cảm thì độc giả của Family có lẽ là các chị em đã lập gia đình rất là nhiều. Vì thế hôm nay thì mình sẽ có một trải bài đặc biệt dành cho những chị em đã lập gia đình. Nghĩa là tất cả những ai thì đang có người yêu thì cũng hoàn toàn có thể xem được cái trải bài lần này. Đó là trải bài trả lời cho câu hỏi chồng bạn là người như thế nào, và chồng bạn đang nghĩ gì về bạn, cũng như nghĩ gì về mối quan hệ trong gia đình của cả hai người. Thì đối với những ai đang có người yêu thì hoàn toàn có thể thay chữ chồng bằng chữ người yêu, và người yêu đang nghĩ gì về bạn, mà người yêu bạn là người như thế nào, cũng rất mình nghĩ cũng rất hợp lý thôi. Và cũng như mọi khi thì hôm nay mình sẽ có bốn tụ bài để đặt ở trên bàn, và hôm nay tương ứng với mỗi tụ bài thì mình sẽ có một loại hoa, và mình sẽ là giới thiệu bốn tụ bài cho mọi người nhé. Tụ bài đầu tiên thì đây, tụ bài 1, 2, 3 và 4 này. Và tụ bài đầu tiên thì mình có hoa hồng. Tụ bài số 2 thì mình có hoa bông gòn này. Tụ bài số 3 thì mình có hoa lúa mạch. Và tụ bài số 4 thì mình có hoa tulip. Cũng như mọi khi thôi, mọi người sẽ cùng chọn cho mình một cái tụ bài mà bạn cảm thấy là ấn tượng nhất và cảm thấy là thu hút nhất ngay từ lần đầu tiên. Mình sẽ xếp lại một lần nhé. Mình có tụ bài số 1, 2, 3 và 4 này. Tụ bài số 1 tương ứng với hoa hồng. Tụ bài số 2 tương ứng với hoa bông gòn. Tụ bài số 3 thì tương ứng với cả hoa lúa mạch khô. Và tụ bài số 4 thì tương ứng với cả hoa tulip. Mình cũng sẽ để cho mọi người có khoảng thời gian khoảng 30 giây để lựa chọn cho bạn cái tụ bài bạn cảm thấy thu hút nhất nhé. Chắc là mọi người cũng đã chọn cho mình là một tụ bài rồi đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ lần lượt đi vào từng cái tụ bài một và kể cho mọi người nghe xem là cái câu chuyện mà bạn nhận được xem cái tụ bài như thế nhé. Mình sẽ bắt thì là mình sẽ cướp ba cái tụ bài còn lại đi này. Lát nữa mình sẽ trở lại với các tụ bài về sau. Thì chúng ta có bốn lá bài như sau. Thứ nhất là lá bài Nine of Chariots. Thứ hai là lá bài Five of Wands, năm gậy. Thứ ba chúng ta có lá bài Two of Pentacles, lá bài hai tiền. Và cuối cùng chúng ta có lá The Medicine. Sẽ đi vào từng lá bài như sau. Thì lá bài đầu tiên là lá bài Nine of Chariots thì là bên này sẽ là mô tả một người còn khá là trẻ. Thì, trong mối quan hệ giữa bạn và chồng bạn thì có thể đây sẽ nói về chồng bạn, là câu trả lời của chồng bạn là người như thế nào. Thì với lá bài Nine of Chariots này thì mô tả một người khá là vui vẻ, tính cách rất là thú vị, nhưng mà có phần nào đấy thì lại còn hơi trẻ con một chút, là tính hơi ham vui ham chơi. Thì trong mối quan hệ bạn với chồng bạn thì chồng bạn có thể là một người trẻ trung vui vẻ và mang đến cho bạn rất là nhiều năng lượng trong cuộc sống. Tuy nhiên thì tính cách của chồng bạn thì có khi nào thì vẫn còn khá là trẻ con so với bạn. Bạn cảm thấy là người bạn già dặn hơn, và chồng bạn thì lại có phần trẻ con hơn đôi chút. Cũng chính vì cái yếu tố đấy thì có thể là nguyên nhân dẫn đến là bài Five Wands, là bài năm gậy. Năm gậy này thì nó nói về việc tranh cãi rồi cãi nhau. Thì giống như một nói được một gia vị trong cuộc sống vậy, thì
Trong sự tình cảm thì không, đôi khi chúng ta không, không tránh được những cái tranh cãi, những cãi nhau mình nghĩ nó chỉ là những cái cãi nhau qua lại kiểu những cái xích mích nhỏ thôi. Mình có thể là tính cách của anh ấy thì có phần nào đấy, còn chị con này là việc giận dỗi với cãi nhau thì cũng là điều dễ hiểu. Còn vấn đề nữa thì mình thấy là ở trong mối quan hệ của bạn với chồng bạn hay là người yêu bạn thì hai người còn đang gặp những vấn đề bấp bênh khó khăn, và ví dụ như ở trong lá bài hai tiền này thì có thể đó là nó, lá bài nó về tiền thì có thể bấp bênh về tài chính hả, thì cái bấp bênh khó khăn đấy thì cũng biết đâu đấy là một phần dẫn đến nguyên nhân của lá bài năm người, là lá bài gây tranh cãi chúng ta vừa nói phía trước. Thì về cơ bản thì mình nghĩ là có thể là bạn hai vợ chồng bạn hay là hai thì đang ở trong cái giai đoạn có thể là cũng đang cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực xây dựng một cái gia đình, cho nên là những khó khăn, những tranh cãi thì sẽ là điều hoàn toàn có thể xảy ra được. Và cuối cùng ở đây thì chúng ta có thêm một cái lá bài nữa là lá bài The Medicine, thì lá bài này nói mọi thứ để đạt được thành công thì đều phải đến từ cái sự nỗ lực và cố gắng của chính bản thân bạn. Thì trong chuyện tình cảm hay trong chuyện câu chuyện gia đình cũng thế, thì cái thành công sau này hay là những cái bước sau này thì đều phải cố gắng từ cả hai phía, đều là sự cố gắng chứ không phải là chờ đợi những cái sự may mắn hay là những cái điều kỳ diệu từ đâu cả. Mà quan trọng nhất thì vẫn là cố gắng của cả hai thôi. Cho nên là cho dù chúng ta có những cái tranh cãi, có những cái bước đi khó khăn thì quan trọng nhất là cả hai cùng nhau phải nhìn ra vấn đề của gia đình mình, của nhau nỗ lực cố gắng cho cả gia đình. Thì mình nghĩ là những cái tranh cãi nhỏ hay là những cái mâu thuẫn kia thì đều có thể giải qua, đều có thể giải quyết và vượt qua được. Các bạn thì nếu mà khi hỏi chồng bạn những gì về bạn thì chính là chồng bạn cũng không có vấn đề gì với bạn đâu. Mọi người chỉ là vì khi mà chúng ta có quá nhiều các cái vấn đề trong gia đình thì khiến cho cả hai đôi khi sẽ có đôi chút nào đấy mệt mỏi. Và chồng bạn có thể bạn chồng bạn thì sẽ vẫn là người luôn luôn lạc quan, còn bạn thì sẽ là người có xu hướng thiên hướng nghĩ làm cho mọi câu chuyện nó phần nó hơi tiêu cực đi. Thì mình nghĩ là cả hai cần phải cân bằng hơn một chút, thấu hiểu nhau hơn một chút thì mọi chuyện nó sẽ được giải quyết được. Bây giờ thì mình sẽ đi tiếp sang tụ bài số 2 nhé. Số 2 này thì mình có lên được các lá bài như sau: lá bài Fortress là 4 cốc, lá bài Nine Swords là 9 kiếm, lá bài Queen of Chalice, và cùng là Two of Chalice. Trong cái trận bài này thì mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có rất là nhiều lá bài cốc đúng không? Trong tarot thì cốc là sẽ mang đến nhiều về cảm xúc, về tình cảm. Câu chuyện tình cảm của chúng ta ở trong cái tụ bài này thì đầu tiên là việc làm bài bốn cốc. Thì bốn cốc này mọi người có thể thấy ở trên hình ảnh là người đang nằm có vẻ không vui vẻ, nhưng mà người ba cái cốc đang nằm ở dưới và có một cái cây đang đưa ra thêm một cái cốc mới, nhưng mà có vẻ như là cái người đàn ông này họ đang không đoái hoài gì đến cái cốc thứ tư kia, mà họ đang chỉ là đang nghĩ về vấn đề của mình thôi. Thì trong chuyện tình cảm mình nghĩ là chồng bạn thì với mối quan hệ của hai vợ chồng bây giờ thì đang chỉ muốn dừng lại ở mối quan hệ này thôi, không muốn có thêm bất cứ một cái gì đấy, muốn không cần nhận thêm một cái gì nữa, thì là mối quan hệ này thì dừng lại đây là đủ. Tuy nhiên thì có một nào đấy là có vẻ mối quan hệ này của hai người thì đang có những cái vấn đề trục trặc trong suy nghĩ, trong không phải là vấn đề nên mọi chúng ta hay có những cái câu chuyện tác động từ bên ngoài, nhưng mà đây là câu chuyện hoàn toàn từ phía của cả hai thôi, kiểu những suy nghĩ mà khiến cho nhau có thể người nói suy nghĩ làm cho nhau cảm thấy mệt mỏi. Thì những cái dòng bạn đang ở trong cái giai đoạn như thế, thì ví dụ đây chúng ta còn có thêm là chính kiến này, là chính kiến này thường nó sẽ nói là những cái mệt mỏi ở trong tâm trí chúng ta chứ không phải là từ ai cả. Thì nghĩa là hai vợ chồng hay là câu chuyện của các bạn đang có những cái bất đồng về quan điểm hay là những cái hành động khiến cho nhau cảm thấy mệt mỏi, mà hiện giờ thì vẫn đang chưa giải quyết được. Còn cái hỏi về
chính là đây gọi là Queen of Sass, thì em nghĩ là bạn là một người có phần nào đấy nhiều cảm xúc nhưng mà lại khá là lạnh lùng một chút, và lại cái cách bạn bộc lộ thì làm cho người khác có phần sẽ bị dễ mệt mỏi và bản thân người ta lại chưa cầu hiểu được bạn. Thế ra bạn là một người rất là cảm xúc, rất là quan tâm và yêu thương đến gia đình, nhưng mà cái cách bạn nói hay cái cách bạn thể hiện ra thì vô tình lại khiến cho người khác mệt mỏi. Thì mình nghĩ đây là vấn đề của cả hai, khiến chưa thấu hiểu được nhau, chưa nắm bắt được tâm lý nhau, hay là cái cách sử dụng từ ngữ hay là cách nói là vô tình làm tổn thương lẫn nhau, thì đây là cái điều rất là không đáng có. Và trong cái chương trình lần này thì mình nghĩ là khi mà chúng ta có thể làm ba hai cốc này thì cả hai cần nên có những cái khoảng thời gian suy nghĩ lại, thời gian làm giống như là chúng ta làm quen lại với nhau từ đầu vậy, thì chúng ta có thể bắt đầu lại với nhau những cái câu chuyện, nói với nhau, chia sẻ với nhau những cái điều thật lòng suy nghĩ, cũng giống như là có thể là chatting lại, hẹn hò lại, đi chơi với nhau, đi cà phê ăn uống, một chuyến du lịch đến ngày nào đấy, thì để có thể thấu hiểu nhau hơn và có thể giãn về những cái điều mà trước đây cả hai còn cảm thấy mệt mỏi, cả hai còn đang cảm thấy vướng mắc ở trong lòng. Thì ở đây thì này, cái trải bài này thì cái vấn đề về suy nghĩ về cảm nhận thì rất là quan trọng, và bản thân cả hai người thì nên cùng nhau cố gắng đưa ra hết cái vấn đề mà cảm thấy còn chưa thoải mái để nói với nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề, thì câu chuyện mọi người hết suôn sẻ được. Còn nếu mà cứ giữ mãi trong lòng thì chúng ta sẽ giống như cái lá bài chín kiếm này, sẽ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi và ức chế và cũng không giải quyết được cả. Thì chúng ta sẽ tiếp tục sang tục bài thứ ba nhé. Bài này thì chúng ta có rất là bài như sau này. Chúng ta có lá King of Wands, có lá Justin, có lá Temperance, và là bài Naturalist in Cup. Ở cái lá bài đầu tiên thì về lá bài King of Wands thì mình nghĩ là bài rất là rõ để mô tả cho mọi King of Wands này. Người đàn ông trông rất là vững chãi trên một cái ngai vàng của mình, cầm trên một cái gậy và đang nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thì lá bài này thì mô tả là cái người rất là đam mê, có nhiều đam mê trong công việc, luôn cố gắng và nỗ lực để đạt được những cái gì mà mình mong muốn. Tuy nhiên thì có thể nói là người đàn ông này thì họ quan tâm và tập trung quá nhiều vào sự nghiệp, thì có phần nào đấy họ sẽ không toàn vẹn được về mặt tình cảm hay là cảm xúc lo lắng cho gia đình, thì bạn sẽ cảm thấy là thiếu đi sự quan tâm, thiếu đi sự chăm sóc, mà sẽ thấy phần là chồng mình lại dùng chồng mình chỉ kiểu tập trung cho công việc thôi, chồng mình không lưu tâm gì đến mình cả. Thì cái điều này hay suy nghĩ bạn có thể xuất sắc đúng đâu, nhưng mà vì bây giờ chồng bạn đang là tập trung cho cái niềm đam mê và công việc của anh ấy mà thôi. Chúng ta gọi là Desmond. Thì trong mối quan hệ của hai vợ chồng thì là cả hai đã có cùng nhau có những cái giai đoạn mà trải qua những cái thử thách, những cái khó khăn để mà đạt được những cái thành quả như bây giờ. Cho nên là mình nghĩ là cả hai đều cũng rất là thấu hiểu và hiểu cho nhau rồi. Chỉ là đôi khi những cái hành động của chồng bạn khi mà bạn tự nhiên công việc quá thiếu sự quan tâm và khiến bạn đôi chút là suy nghĩ một chút thôi, chứ đây không phải là vấn đề quá là to tát của hai vợ chồng bạn. Mình nghĩ là sau khi trải qua rất là nhiều vấn đề, rất là nhiều khó khăn trước đấy, thì hai người đã rất là hiểu rõ, thông cảm cho nhau rồi. Mối quan hệ của cả hai thì nó khá là hài hòa. Mình nghĩ là những cái vấn đề như vậy nó chỉ đôi khi thoáng qua thôi, nhưng mà nhìn vào cái điểm tích cực thì bên này mối quan hệ rất là ổn định. Khi mà chúng ta có Temperance là ba điểm sáng rất tươi sáng và có sự hài hòa, đúng không? Thì mối quan hệ của cả hai người ta nó đang đều đều với mọi thứ, nó đang khá là suôn sẻ và hài hòa.
và nó chứng minh rất là rõ là ba hiện chín tiền này thì mình nghĩ là vấn đề về tài chính của cả hai của gia đình cũng ổn định, cho nên là mọi thứ nó cơ bản là nó đang ở một cái chiều hướng rất là tích cực và rất là tốt. Và chỉ là chồng bạn thì cũng nghĩ mang là một người biết lo lắng và biết suy nghĩ, quan tâm cho gia đình và cân bằng được mọi thứ, cân bằng được cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Thì nghĩ là câu chuyện của cả hai hiện giờ đang rất là tốt, và chỉ có nếu mà có đôi chút nào đấy chúng ta chưa thông cảm, chưa hiểu được, chưa có dành nhiều thời gian cho nhau thì chúng ta vẫn có thể thông cảm cho nhau, đúng không? Bởi vì là chúng ta đều đã hiểu rõ là cái câu chuyện của gia đình như thế nào rồi, nên làm được thông cảm từ thì nó cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Sau này mình có The Lovers, mình có là bài The Empress, là bài Four Winds, là bài bốn đấy. Và cuối cùng mình có là Ace of Wands, là một gậy này. Thì thấy khá là rõ ở cái tụ bài này thì câu chuyện tình cảm của cả hai đều đang rất là tốt, dành cho nhau rất nhiều tình cảm. Giờ lúc rồi như mọi người thấy là ngày hai người yêu nhau thì cũng chuyện tình cảm của cả hai ở đây rất là rõ, là chúng ta dành cho nhau nhiều tình cảm, nhiều yêu thương và thấu hiểu nhau. Thì chuyện tình cảm mình nghĩ là cái chồng bạn là người như nào thì rất là rõ, là chồng bạn là một người tình cảm và yêu thương bạn. Mà ngược lại thì mình nghĩ phía bác cũng như vậy thôi, và nghĩ chồng bạn thì sẽ nghĩ bạn là một người giống như là bây giờ Empress này thì đây là ba người mẹ, thì nó thể hiện là một sự quan tâm, một sự chăm sóc, giống như là cho nên nó là mẹ chăm thương con. Vậy thì những số chuyện tình cảm ở đây giống như là bạn là một người biết yêu thương, biết quan tâm và biết lo lắng chăm lo cho gia đình, thì điều đấy thể hiện là rất là rõ là bài này. Và chồng bạn thì hoàn toàn nhìn được được cả ý việc của bạn đang làm và rất là yêu thương và cảm thông những gì cố gắng của bạn và dành rất nhiều tình yêu cho bạn. Điều đấy thì khiến cho điều đấy thì nó thể hiện rõ hơn một là bài bốn gậy. Bốn gậy thì là một sự ổn định gia đình khá là vững chãi, là cả hai thì yêu thương và thấu hiểu cho nhau. Thì cái tụ bài này thì nó cũng không có nhiều vấn đề gì lắm. Tương lai, xu hướng tương lai thì sẽ là bài Ace of Wands này thì có khả năng chúng ta sẽ có những cái đón nhận những cái điều mới trong tương lai, có thể đó là những cái cơ hội mới trong cơ hội mới của cả hai, trong cả nếu mà cả hai làm chung thì có thể là cơ hội mới trong công việc, trong cái sự nghiệp của hai người khi mà làm chung với nhau. Còn có thêm một ý nghĩa nữa thì chúng ta còn là bài cũng có thể nó là nói đến việc chúng ta sẽ có một em bé chẳng hạn. Là bài Ace of Wands này thì cũng nói đến việc có thêm cơ hội trong việc sinh nở, thì đây sẽ là một cái tín hiệu rất là vui, rất là mừng cho cả hai vợ chồng, đúng không? Vậy thì chúng ta đã trải qua đi qua bốn tụ bài ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng là cái câu chuyện trong các tụ bài thì có phần nào sẽ chia sẻ được đến với câu chuyện của gia đình bạn, và chúng ta sẽ có những cái nhận được những cái lời khuyên trong câu chuyện tình cảm, và biết đâu thì sẽ giúp ích được cho mọi người trong chuyện tình cảm. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream tarot ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chờ đón những cái livestream mới trong các tuần tiếp theo nhé. Tất cả cảm ơn tất cả mọi người, cho mọi người có một ngày vui vẻ. Bye bye.